Cảm nhận mà khi mà chị làm cái doanh nghiệp với em ấy, chị thấy là nói chung là về cái về cả về tư vấn này, cả về thiết kế này, cả về mọi mặt thì chị thấy rất là ổn. Xin chào mọi người, thì hôm nay Tuấn qua nhà của chị Thủy để quay lại những cái sản phẩm của mình á. Thì đây là chị Thủy, là chủ của cái ngôi nhà này. Chị đến với bên em á thì qua người giới thiệu hay là chị qua online ạ? Chị thì thực ra lúc đầu thì chị cũng chưa biết về cái này nhiều lắm, nhưng mà sau đó thì chị tìm hiểu trên online thì chị thấy là bên doanh nghiệp mình có quảng cáo, có giới thiệu về cái sản phẩm đá, thì chị qua tìm hiểu, sau đó thì chị liên hệ. Thì cái lúc mà chị liên hệ với em á thì chị có thấy là giữa online và cái truyền thống thì chị lúc đó có suy nghĩ là tin tưởng về những cái người mà đang làm online như bên em á? Thực ra thì cái online thì nó cũng có rất là nhiều cái mà chị thực ra nó chị cũng tìm hiểu online rất là nhiều, cũng có những cái online thì cũng tương đối là tốt nhưng cũng online cũng chưa tốt. Nhưng thực chất ra thì chị nghĩ là bên cái đá này thì chị nghĩ là cái online của bên em cũng khá là ổn. Chị thì chị chưa tiếp xúc, chị thực ra trước khi đến với em chị cũng đã hỏi qua một số các cái cây khác, cũng qua một số các người khác, nhưng mà sau đó thì chị quyết định là đến với cả bên doanh nghiệp. Thì khi chị đến á thì là em có một cái đội ngũ là tư vấn, thì lúc mà tư vấn với chị thì chị có thấy là như thế đã hợp lý với chị hay chưa, đã nhiệt tình hay chưa? Thực ra thì chị thấy là khi mà quyết định làm ấy thì đương nhiên là cái tư vấn đó phải rất là hợp lý. Chị mới quyết định để chị làm, bởi vì là cái tranh này nó cũng yêu cầu một cái sự cái thứ nhất là về mặt mỹ thuật, cái thứ hai nữa là về mặt nói chung là về mặt thi công thiết kế thứ cũng phải tương đối ổn, thì chị mới quyết định chị làm. Vâng, thì khi là chị quyết định làm rồi á thì là người ở bên em sang đây làm, thì cái lúc mà thi công thì chị thấy là đã đạt được yêu cầu về thỏa mãn bên chị chưa? Và khi trong cái quá trình thi công chị thấy là các bạn làm cũng tương đối là nhiệt tình, cũng rất là tốt, và nói chung quan trọng nhất là có cả ông chủ là lúc nào cũng có mặt để gọi là giám sát anh em như thế. Cái đấy là cái quan trọng nhất trong cái quá trình làm, bởi vì nhiều lúc anh em thì họ làm thì mình cũng cần có cái sự giám sát thì nó sẽ tốt hơn. Chị nghĩ là các bạn làm cũng tương đối, nhưng nói chung về cảm nhận mà khi mà chị làm cái doanh nghiệp với em ấy, chị thấy là nói chung là về cái về cả về tư vấn này, cả về thiết kế này, cả về mọi mặt thì chị thấy rất là ổn. Chị có thể là sau cái quá trình mà làm ở đây thì chị có thể là sẽ giới thiệu được cho rất là nhiều người để đến với các sản phẩm của bên em, bởi vì chị thấy là cái đá của bên em cũng tương đối là tốt và cái giá thành nó cũng hợp lý đối với chị. Chị thì đối với ai đang có cái ý định để làm cái tranh đá này thì chị nghĩ là sẽ tất nhiên là trong quá trình tìm hiểu thì các mọi người cứ tìm hiểu, nhưng chị nghĩ rằng đến với cả doanh nghiệp của bên Tuấn này thì chị thấy là cũng rất là ổn về mọi mặt. Và chị nghĩ rằng là để mà đặt được cái niềm tin vào cái sản phẩm của bên em. Vâng, anh chị vừa xem cái bức tranh sơn thủy ở nhà chị Thủy này rồi á, thì anh chị hãy theo dõi những cái video tiếp theo của Tuấn.